lạnh hư rồi. Đây nè. Có chưa? Rồi ok la. Không có nóng vậy. Nóng quá, nóng không Nhi? Nóng. Nóng quá. Đỡ mồ hôi luôn nè. Kêu mày mướn limousine mà mày mướn xe Bắc Nam. Ui mày. Nóng muốn chết con chiếc xe nè. Trời đó cơ thấy gớm không? Chiếc xe này giống đi hành hương núi Bà Chúa Xứ mà 7 năm về trước á đúng Quỳnh. Ờ đó cơ. Quá trời con này thiệt á, nó nóng quá. Nóng không con? Nóng không con? Nóng quá nè, nóng rồi. Trời ơi. Trời ơi, đi Vũng Tàu mà trời đó cơ, chứ đi xe Bắc Nam vậy đó. Quá trời. Mày là mày có ăn chặn tiền trong này đúng không hả mày? Không có. Không chứ có. Sao mày mới bút chiếc xe thấy gớm vậy? Này không cho đi xe cùi quá. Chiếc xe tên nên tiệt chủng đi nha, tôi khuyên. Cái giải nó rất là thúi luôn, ai phát hiện cái giải nó ẩm thấm mấp thúi không? Cánh cò nữa nè. Đó cơ giải mày giải cánh cò nữa. Thấy ghê không? Sao Quỳnh đi chơi mà Quỳnh buồn vậy Quỳnh? Nóng quá. Nóng quá hả? Nhi ơi nóng không con? Xe này là 400.000 từ Long Thành Vũng Tàu là ok rồi. Quá trời rồi. Nóng tài. Quá nóng. Mát quá. Mát quá hả? Con cũng mát hơn mà. Mát không? Mát không? Dạ mát. Thấy cái dàn máy là thấy ấy rồi đó. Không có nhạc luôn. Không có nhạc luôn. Hư ho hao luôn. Hồi buổi này ghế tài mà còn cái cục dây chuỗi nữa là tôi thấy là thấy lâu lắm rồi đó. Đúng không? Nè có tivi nè, tivi mở được không? Ốp bành. Đó cơ, ốp bành mà không mở được luôn nha má. Su cà na luôn. Cứu đi ạ. Nè cái đồng hồ nè, thấy không? An toàn cho bạn, hạnh phúc cho tôi nè. Đó. Mà nóng cho bạn, hạnh phúc cho tôi không? Trời ơi. Quá trời ơi. Có cạc visit à? Thôi khỏi đi, không ai hỏi tới đâu. Lát dục cái cạc visit đi nha không? Không ai đi đâu. Quá trời. Mấy em thấy chuyến đi ngày hôm nay sao mấy em? Kỷ niệm. Kỷ niệm hả? Kỷ niệm ăn bài. Trời ơi. Mất chiếc nhẫn. Trời ơi, đi ăn bài mất chiếc nhẫn khôn ghê không? Đâu nhẫn đâu? Trời ơi. Thôi vỗ bơi kìa. Có đánh bài mà nó tháo nhẫn mà. Trời ơi. Một chỉ hay hai vậy? Hai chỉ. Mười mấy triệu đồng. Mát chưa, dưới mát chưa? Không mát chưa. Hay quá hao gì ha. Đi từ Long Thành Vũng Tàu mà tới Bà Rịa nó chưa mát. Còn 10 phút nữa tới Vũng Tàu rồi. Không ấy mình mở cửa sổ cho gió trời vô đi. Chứ nó nóng quá. Bánh. Ngon bầu. Nay mập rồi đó. Con gà hả? Hôm nay mình sẽ đi Vũng Tàu nha. Nguyên shop Vũng Tàu chơi. Dây điện là gì hả Đức? Đèn hả? Phải đi cắm thử coi, review coi. Ok. Tiến dược. Wow. Cái đèn không xài được luôn. Thiết kế, có cái võng nè. Mình ngủ cái mình nằm lên võng đồ, ok luôn. Máy lạnh hư đây, ông đang ăn vốn, đang ăn vốn chủ xe.
trên nóc không? Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Đang mang vốn, đang mang vốn. Mở hết luôn rồi đó. Tại ra đi liền đó chứ đâu có nổ trước đâu. À, tại không báo nổ trước. À phải nổ trước, xe này phải nổ trước 2 tiếng nha anh em. Quá trời. Dương Bảo Lâm á. Ừ. Dương Bảo Lâm à. Có lòng lắm. Không bán vốn tôi khó lòng không kia. Quá trời, cái này nó nóng thiệt, ai cũng vậy hết á. Ai cũng vậy hết chứ không phải mình tôi khó lòng. Nè ông coi mà ông chảy mồ hôi nè. Nè bên kia hỏi á, hỏi là ấy nói ừ đang có lòng lắm. Áo ông ướt chân. Chủ hỏi á. Nè con lái xe bao nhiêu tập tạ mồ hôi tay nè, coi lỗ chân lông không nè. Đó cơ ông ơi. Quá trời. Xong hơi nha. Quá trời. Cái gì? Đó ông nè, ông đội cái nón đoàn kết chia sẻ nè, thấy không? Là phải chia sẻ cái nóng cho nhau ha. Quá trời. Chủ xe ông nó hỏi nói đang ấy đây đang khó lòng đúng không nóng nực đó. Ờ đằng kia có xe tứ kìa, ông ngừng lại cho tứ tụi tôi có được không? Nè xe tứ nè. Ờ được ơi nè, thấy không? Bây giờ sáng phải mình nóng được mới đi được. Ăn con đi nè. Nè nóng không con? Ờ đó cơ. Đây ta nghĩ Đức chắc ăn bớt của Quỳnh ơi. Dậy quá. Trời ơi. Đức sao kỳ vậy Đức? Giống xe đò ha. Sắp tới Vũng Tàu rồi. Ở đây đứa nào chưa đi Vũng Tàu thì ta lên coi. Ai chưa đi Vũng Tàu? Ủa vậy hả? Ủa chưa đi chưa hả? Ai ai? Con Mi ơi, bữa mày tắm hồ bơi hả? Mày không nhớ hả? Hả Mi? Trời. À, đây. Hồi nãy là cái chân này sao té? Đây, lộn mèo ở đây. Đó, thấy không? Ở đây là cái hố đen vũ trụ nha. Ghê chưa? Đau không con? Không. Con nhảy ra cái cục đá. À là té hả? Ừ. Như vừa nãy bị hồ bơi thì sao? Bơi hùng hả? Thôi cái mồ hôi nhỏ nè. Cố lên gái, sắp tới rồi. Tới biển rồi tắm cho mát. Rồi thôi bye bye mọi người đi mọi người ơi. Bye bye mọi người. Chúng ta vui vẻ. Bye bye bye. Nhân viên đi chơi xả stress nha. Mai mốt đứa nào mà nghỉ nha mà nói hả anh chị mà hả đàn áp nhân viên là chết với tao nha. Ở đây có những trường hợp đó rồi nghe chưa nha có không Quỳnh? Có chết với tao à nha. Bye bye mọi người, bye mọi người.